Cách đây không lâu thì một người đã mua một một cái bức tranh ở một cái garage sale chỉ có 30 đô la mà thôi. Nhưng mà ngày hôm nay sau khi người ta tìm ra được cái nguồn gốc của cái bức tranh này và cái người họa sĩ đã vẽ ra bức tranh này đó, thì cái bức tranh này hôm nay trị giá là 10 triệu đô la. Từ 30 đô la mà thành 10 triệu đô la, đây là bức tranh mà đã tìm được ở trong một cái bản đã được bán ở trong một cái cuộc garage sale. À, người mà nói về tiểu sử của cái bức tranh này đó, thì quý vị nhìn thấy cái hình, đây là người vẽ ra Đức Mẹ Maria và Chúa Hài Đồng, hay là Virgin Mary và The Newborn đó, như vậy. Nhưng người họa sĩ này là ai? Thì thưa quý vị, bức tranh này được vẽ vào thời thế kỷ thứ 16 bởi một người họa sĩ nổi tiếng người Đức, trong cái thời gọi là nước Đức được phục hưng đó. Thì cái người này rất là nổi tiếng, Albrecht Dürer. Ông đã qua đời vào năm 1528. Lúc bây giờ ông là một người họa sĩ nổi tiếng, nhưng mà khi mà ông qua đời rồi đó, thì người ta đã không tìm thấy được những cái bức tranh mà ông đã vẽ, và nó mô tả trong cái cuộc sống hàng ngày rất là nhiều điều hay đó. Cho đến khi mà một vài năm qua thì cái bức tranh The Virgin and the Child đã xuất hiện ở trong một cái cuộc garage sale. Một người mua về rồi cất nó luôn trong nhà của mình mà bao nhiêu năm trời đó, họ không có cũng không biết là cái bức tranh này nổi tiếng như vậy nữa. Đến khi có một người bạn tới nhà và họ nhìn thấy bức tranh, thấy chữ ký, ông này ông nói rằng là tôi có đọc ở đâu rồi là tôi nhớ cái tên này là một người họa sĩ, cái tên mà được ký đó là một người họa sĩ rất là nổi tiếng của người Đức đó. Thế là ông mới đi tìm tòi, cuối cùng ông liên lạc với lại những cái nhà mà đấu giá về những bức tranh hiếm đó kia đó, thì họ mới nói rằng đúng, cái chữ ký này là của một người họa sĩ nổi tiếng người Đức đó, Albert Dürer. À, và bây giờ bức tranh này còn giữ tốt lắm, cho nên họ nói rằng là nếu mà đem ra đấu giá ngày hôm nay đó, thì bức tranh này là trị giá lên tới 10 triệu đô la, Wow. chỉ từ 30 đô la mà mua từ một một cái garage sale mà thôi đó. Thành ra là có nhiều người á, tại sao mình á, thì con mắt mình không phải là mắt họa sĩ, cho nên đôi khi mình đi ra chợ trời á, mình thấy người ta bán những cái đồ cũ, nhất là nhiều khi hoặc là những người mà người ta làm cái công việc mà xây dựng đó. Ngọc Lan có người bạn làm công việc xây dựng mà ở cái vùng ở bên Washington DC rồi Virginia đó. Họ nói đôi khi cái nhà đó, những cái nhà đó thường cũ, có nhà cả trăm năm hơn rồi, mà mỗi lần họ muốn, người ta mua xong rồi bây giờ người ta phải muốn dọn dẹp hết rồi để họ đập ra họ xây nhà mới đó, thì khi mà đi mua những cái nhà đó đó thì những cái đồ đạc ở trong nhà đó đôi khi họ vứt bỏ, rồi có khi họ bán giống như là mua hết bao nhiêu đó, chị họ chỉ tính một cái giá rất là rẻ. Thì khi mà người ta đi mua những cái đồ ở nhà đó, mà những người nào mà có cặp mắt mà biết nhìn á, người ta nhìn người ta sẽ tìm ra được nhiều cái món đồ quý lắm. Ngọc Lan thấy cái người bạn mà làm xây dựng đó đó, trời ơi, trong nhà anh như là một cái bộ sưu tập, là bởi vì á là cứ đi mua những cái đó rồi mình sẽ thấy từ những cái đèn dầu ở Mỹ, cũng những cái đèn dầu, những đèn dầu mà đủ hình đủ dáng hết rồi, xong rồi đến những cái máy may mà đó mình tưởng chỉ Việt Nam mình xài máy may, bây giờ máy may rồi những cái đồng hồ thì không nói rồi, những cái ly, nói chung là rất rất là lạ. Thì đến một cái lúc nào đó những cái vật đó nó được những con mắt của những người mà người ta gọi là có nghề thẩm định thì không biết hốt bạc bao nhiêu hết.